Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ghi nhận từ báo Vietnamnet, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc sáng 18 tháng 8 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái cùng tưởng nhớ công lao của bậc tiền bối cách mạng. Trước khuôn viên ngôi mộ có một tấm bia lớn ghi bằng chữ Hán được thuật lại hành động anh hùng của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Mộ phần đặt dòng chữ "Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái" bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái sinh năm 1895, mất năm 1924, quê quán xã Hưng Nhân, nay là xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một chiến sĩ yêu nước của cách mạng Việt Nam, đã hy sinh tại Quảng Châu vào ngày 19 tháng 6 năm 1924. Chiến sĩ Phạm Hồng Thái nhận nhiệm vụ ám sát toàn quyền Đông Dương Henry Merlin khi thăm tàu giới Sa Điện. Việc không thành, Phạm Hồng Thái gieo mình xuống dòng Châu Giang tự vẫn, quyết không để lọt vào tay kẻ thù. Sự kiện tiếng bom Sa Điện đã gây chấn động Trung Quốc bấy giờ, góp phần khích lệ phong trào giải phóng dân tộc đang nổi lên khắp châu Á. Trân trọng, cảm phục tinh thần xả thân của chiến sĩ Phạm Hồng Thái, nhân dân Quảng Châu đã mai táng ông trên ngọn đồi Nhị Vọng Cương. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại ngôi nhà số 13, nay là 248 và 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn xúc động khi xem các bức ảnh ghi lại những năm tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu. Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Châu từ năm 1924 đến 1927. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và ra tờ báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Tổng Bộ Hội. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam với tổng số 75 người. Năm 1971, căn nhà số 13 đường Văn Minh được Trung Quốc quyết định giữ gìn làm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy tên là trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Di tích do Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông quản lý được xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Trung Quốc. Năm 2002, chính quyền thành phố Quảng Châu đã đầu tư tu sửa toàn diện và khánh thành di tích vào nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024, nhân kỷ niệm 100 năm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, khu di tích đã thực hiện triển lãm Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, triển lãm tái hiện lịch sử vẻ vang và phong thái cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế, kể lại câu chuyện của hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, một câu chuyện sinh động về tình hữu nghị cách mạng giữa nhân dân hai nước. Hai mươi lăm năm hiệp ước biên giới Việt Trung hòa bình, ổn định và phát triển là đáng tự hào. Theo ghi nhận từ báo Vietnamnet, năm nay tròn 25 năm Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp ước biên giới đất liền. Đại sứ Trung Quốc bày tỏ, một khu vực biên giới hòa bình, ổn định với giao lưu kinh tế đi lại sôi nổi là điều rất đáng tự hào. Năm nay đánh dấu 25 năm Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Nghị định thư phân giới cắm mốc, hiệp định về quy chế quản lý biên giới, hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu. Sau 15 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý, tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cơ bản ổn định, an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững.
đường biên giới hòa bình ổn định đã góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác phát triển. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ khẳng định, hiệp ước có ý nghĩa lịch sử bởi đây là lần đầu tiên hai nước có đường biên giới thông suốt từ Tây sang Đông, dài hơn 1.400 km với 1.970 cột mốc, được thể hiện trong hiệp ước với bản đồ kèm theo. Để đạt được kết quả như vậy, hai bên đã trải qua đàm phán trên 30 năm, vượt qua nhiều trở ngại khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị, sự hợp tác chân thành đã giải quyết được vấn đề biên giới. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, giải quyết xong vấn đề biên giới chính là một dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước và là một thành tựu được xây đắp bằng quyết tâm chính trị, bằng trí tuệ, máu, nước mắt của biết bao thế hệ người Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là trong thời đại mới, dưới sự lãnh đạo của hai đảng Cộng sản. Về ý nghĩa thứ hai, tiến sĩ Trần Công Trục cho rằng hiệp ước còn tạo nền tảng pháp lý chính trị cho sự hợp tác phát triển. Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung, hai bên đã mở cửa 7 cửa khẩu quốc tế, 8 cửa khẩu chính, 7 lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa, 11 khu kinh tế cửa khẩu và một số lối mở. Ý nghĩa thứ ba, đó chính là đã đóng góp quan trọng vào kho tàng công pháp quốc tế về giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ giữa các quốc gia. Tiến sĩ Trần Công Trục chia sẻ, tranh chấp biên giới đất liền giữa các quốc gia là một loại tranh chấp quốc tế phổ biến, thường được ưu tiên giải quyết sau khi quan hệ ngoại giao đã được thiết lập. Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ thông qua đàm phán hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế. Sau hiệp ước là các thỏa thuận được ký kết về việc phối hợp, tuần tra, bảo vệ, quản lý mốc giới, biên giới, việc qua lại các cửa khẩu biên giới sử dụng nước và các tài nguyên trên các sông suối biên giới, hợp tác khai thác cảnh quan khu vực biên giới. Đây là căn cứ để lực lượng, cơ quan quản lý, bảo vệ các bên liên quan hợp tác cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển ổn định lâu dài. Biên giới trên đất liền Việt-Trung ổn định, giao lưu kinh tế sôi nổi. Còn đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhận định, việc ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền Trung Quốc-Việt Nam đã thể hiện ý chí và quyết tâm mà hai bên nỗ lực vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Sự kiện này trở thành một hình mẫu thành công mà hai bên thông qua đàm phán hữu nghị, tăng cường mạnh mẽ niềm tin của hai bên về đối thoại, giải quyết tốt bất đồng với vấn đề biên giới và trên biển khác. Thời gian qua, hai bên đã thực hiện tốt hiệp ước nhân dân ở biên giới hai nước an cư lạc nghiệp, sống chung hài hòa, gắn bó như anh em một nhà. Đại sứ khẳng định khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam đã trở thành khu vực biên giới hòa bình nhất, ổn định nhất, hài hòa nhất, giao lưu thương mại và đi lại sôi nổi nhất trên thế giới. Tôi vẫn nhớ rất rõ tháng 8 năm ngoái, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn. Khi đó, cố Tổng Bí thư đã nhấn mạnh rằng trên thế giới chỉ có duy nhất khu vực biên giới ở đây đặt tên cửa khẩu là hữu nghị, là có 102 trên thế giới, một khu vực biên giới hòa bình rất đáng để chúng ta tự hào, đại sứ Hùng Ba kể lại. Vùng biên của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với vùng biên của Việt Nam khi đều cách xa các trung tâm kinh tế xã hội, đồi núi hiểm trở và các dân tộc sinh sống. Cho nên, đại sứ cho rằng hai nước có nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ cho nhau. Nói về kinh nghiệm của Trung Quốc, theo đại sứ Hùng Ba, các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam rất coi trọng phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, sinh thái, phát huy tối đa ưu thế, mở cửa vùng biên. Địa phương biên giới của Trung Quốc cũng chú trọng việc giảm nghèo và chấn hưng nông thôn. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông gồm đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc được đầu tư. Hiện tỉnh Vân Nam đã có hơn 11.000 km đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc Quảng Tây và Vân Nam đã thông tuyến đến khu vực biên giới. Điều này giúp biến khu vực biên giới nội địa thành cửa ngõ, biến những tình thế bất lợi của vùng sâu vùng xa thành ưu thế trong giao thương. Theo đại sứ, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác, kết nối vùng biên, đường bộ, đường biển, đường hàng không. Trong đó, đại sứ nhấn mạnh việc 3 tuyến đường sắt kết nối giữa Việt Nam, Trung Quốc gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hải Phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.